dark. Hi. Xin chào. Xin chào. Lâu lắm rồi mình không like ở trên Instagram thì phải. Hôm nay rảnh quá nên ngồi like một chút xíu. Hi, chào mọi người. Hi. Hello. Chị đang ở đâu á? Chị đang ở phòng tập. Wi-Fi nhà em ngăn cấm việc xem live của chị. Thế chúng ta không thuộc với nhau đấy em ạ. Mấy chị diễn xong ở Toka rồi à? Ừ, bọn mình diễn xong lâu rồi. Bọn mình diễn opening mà. Nên là diễn xong cái đi về luôn. Bây giờ đang phòng tập. Ừ, chào các em. Bao giờ chị ra Hà Nội ạ? À? Chưa biết rồi mà. Bởi vì là phải có lịch trình ở ngoài Hà Nội thì mình ra được chứ. Đáng lẽ là hôm nay là live có một show ở Hà Nội rồi đấy. Nhưng mà tại vì là vướng cái show hôm nay ở V-Live nên là không đi được. Tiếc ơi là tiếc. Muốn ra Hà Nội lắm, nhớ Hà Nội lắm. Xin chào. Tại vì là Facebook của mình ấy thì mình không có mở comment công khai, cho nên là mình chỉ có thể like ở trên Instagram để mọi người comment tương tác được thôi. Cho nên có gì mọi người chuyển sang Instagram hết nha. Mình ít dùng Facebook để cập nhật các thứ đó mình cần dùng để đu trai đu gái không ạ? Chị có ở nhà không? Không, chị là phòng tập em ạ. Chị ăn nhiều và chị ơi, em có biết là có bao nhiêu comment bảo chị phải giảm cân để đẹp đội hình nhóm không? Chị là đứa bé nhất trong nhóm em ạ. Liz với Emma đâu chị? Liz đang ở nhà nghỉ, còn Emma thì bây giờ đang đi lịch trình riêng rồi. Emma đi quay phim. Khó ở dạo này lớn chưa? Khó ở dạo này, nói chung là ra dáng anh trai á. Tại vì có hai thằng em lận. Ra dáng anh trai dạo này cho mặc đồ kiểu ngầu ngầu ấy. Hết cute rồi. Tại vì là có thể là cũng có những bạn mà chỉ follow Facebook của mình mà không follow Instagram, cũng như là có những bạn chỉ follow Instagram mà không follow Facebook. Thì ở trên Instagram ấy hầu như là mình update những cái hình ảnh, video clip linh tinh, những câu chuyện gần như là hàng ngày xung quanh mình. Còn những cái mà về thông tin ý, profile, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, các thứ thì mọi người lên trên Facebook và tìm profile của mình nhé. Tiếng hơi nhỏ, anh nghe thấy chưa, nghe rõ chưa? Muốn nói chuyện tình cảm không chịu được, phải gào lên này á. Linh khỏe không ạ? Linh khỏe. Linh không nghỉ mà đến phòng tập một mình ạ. Thì thực ra ngày nào Linh chả ở phòng tập. Chẳng qua là lên lúc nào thôi. Dạo này là thời gian ở phòng tập của Linh nhiều hơn ở nhà. Đấy là chính, đi ngủ với tắm. Còn lại nếu như không phải là đi ngủ hay đi tắm thì cứ dính ở đây thôi. Mang hết cả bàn chải đánh răng rồi là các thứ linh tinh hết lên đây rồi. Bây giờ ở đây giống nhà mình hơn. Lâu lâu đề nghị chị ắc ảnh ba đứa, nhiều lúc nhớ ba đứa lắm. Tại vì là một bà mẹ thì lúc nào cũng muốn con mình phải xinh đẹp đúng không? Mà nếu muốn con mình xinh đẹp thì là mình phải có quần áo mới cho chúng nó đi chơi, ra ngoài chơi xong mới chụp ảnh mới up lên được. Chứ bây giờ có mỗi mấy cái quần áo cũ xong mặc đi mặc lại chụp ảnh nó xấu hổ chết được. Tấm lòng bà mẹ không cho phép chuyện đấy. Có khi nào mà phải mua quần áo mới xinh xinh đẹp đẹp với dắt ra ngoài đi chơi rồi mới dám chụp ảnh up lên. À, một xin ba đến chị chơi xong ăn đây chị cả. Bây giờ nào sau ra mình đi cả. Chị xong nghề không? Sắp vào học, thì đi vào học đi rồi ơi. Em thấy chị rất ốm rồi ý tỷ người em ạ. Tại vì nhiều bạn vẫn bảo là Yvonne béo quá. Béo hơn hẳn hai bạn kia. Bao giờ nhóm chị ra bài mới về ạ? Chị cũng chưa biết em ạ. Chị cũng phải tự hỏi chị câu đấy nữa. Tại vì là ấy, chuẩn bị một sản phẩm âm nhạc nó không hề đơn giản. Nó sẽ vướng rất là nhiều vấn đề.
cho nên là bây giờ cái khâu chuẩn bị nó đang có chút trục trặc, cho nên là mọi người chắc phải đợi thêm một thời gian nữa. Trong thời gian đấy thì mọi người hãy xem lại Party Girls, tại vì là ca khúc đấy mình nhớ là vẫn chưa được 1 triệu view trên YouTube đâu. Gầy lắm rồi hả, làm gì có chuyện đấy. Nếu mà đến ngưỡng gầy lắm rồi ấy thì phải là cái ngưỡng mà tất cả mọi người không một ai nói là mình béo nữa thì lúc đấy mới gọi là gầy thật sự. Chứ còn nếu một người vẫn nói mình béo chứng tỏ mình vẫn chưa gầy. Linh để tóc dài lại hả chị? Phải để tóc dài lại chứ. Quá nhiều bạn bảo mình phải để tóc dài rồi. Với cả mình cũng muốn để tóc dài, mình thấy tóc dài hợp mình hơn là tóc ngắn. Tóc ngắn thì vì cơ bản là tóc mình chậm dài ra ấy, cho nên là cái thời gian mà để tóc ngắn thì nó cũng khá là dài rồi. Và mình thấy mình hợp tóc dài hơn là tóc ngắn. Nên bây giờ đang nuôi dài, chưa dám cắt đi 1cm nào luôn. Hôm nay Linh make up sắc sảo. Thì đi diễn mà không make up đến cái level như thế này thì lên trên sân khấu sẽ mờ tét. Kiểu như là tối hôm qua ấy, chương trình mà hôm nay bọn mình diễn ở Takashimaya ấy, thì là đêm hôm qua bọn mình phải đến để dưới sân khấu, tại vì là nó là trung tâm thương mại mà. Thì phải 10:30 trở đi thì là trung tâm thương mại mới được hoạt động. Thì khi đấy bọn mình mới vào trong trung tâm thương mại để dưới sân khấu được. Đấy là hôm qua mấy đứa 1 giờ đến trung tâm thương mại, xong rồi là lúc đấy là giờ mình sắp đi ngủ đến nơi rồi. Thế là mình mặc nguyên bộ quần áo, kiểu nói chung là mặc như này mình như này, xong rồi là mặt thì kiểu nguyên một cái mặt mộc ấy. Xong đấy khi mà người ta test cam, người ta lia máy đến mình, xong mình nhìn mình trên màn hình cũng kể hết hồn luôn. Mặt mờ tét không có một nét gì, mặt còn kiểu sưng. Thế nên nếu mà lên sân khấu ấy mà mình không make up đậm thì trông nó sẽ không được đẹp. Mà không đẹp mà được trên sân khấu thì nghĩa là xúc phạm khán giả. Hôm nay có show nào trên V-Live thế ạ? À? Thì hôm nay có một cái ngày hội gọi là K-Beauty Color Festival live ở trên V-Live. Đây là một cái chương trình mà tạo điều kiện cho các beauty blogger của Hàn Quốc hợp tác với cả các celeb Việt Nam để có những cái màn collab. Ví dụ như là Line hôm nay được collab với cả cô sister là hai chị em nhà cô. Thì hai chị em cover lại cái layout make up của Liz ở trong cái bộ ảnh concept Party Girls hồi trước ấy. Đấy thì còn mấy cái màn collab sau thì như là có một cái là, nhớ không nhầm thì có một cái là skin care routine cho anh Carrick thì phải. Xong các khách mời sau thì ngay sau live thì là chị Khả Như Trần, xong rồi sau đấy đến Isaac. Nhớ không nhầm thì là thế. Chị xài điện thoại gì vậy ạ? Hiện tại mình đang dùng hai cái điện thoại, một cái là Samsung J5 2016 và cái mình đang dùng để livestream này là cái Moto Z Play mà hồi trước Liz tặng cho mình hồi được giải thí sinh được yêu thích nhất ở trong Bạn Là Ngôi Sao hồi năm ngoái. Chị Linh có đánh má hồng không vậy? Có chứ, không thì nhìn mặt Linh sẽ giống kiểu sắp chết đấy. Linh ơi, chị để tóc màu gì ạ? Mình cũng không lý giải được một tóc mình bây giờ nó là màu gì. Cái màu tóc của mình nhá, cái nền tóc ấy thì là cái hồi mà mình nhuộm đen để vào concept Party Girls thì hồi đấy là mình phải nhuộm đen. Nhưng mà trong cái thuốc nhuộm đen ấy thì nó có màu đỏ. Thế là đến khi mà mình không để đen nữa, mình tẩy nó ra ấy, thì tóc nó mình là màu đỏ. Sau đấy mình nhuộm màu nâu đồng lên thì nó thành cái màu kiểu màu nâu cam đào ấy. Cái dạng mà mình bắt đầu mới sang Hàn để chụp ảnh cho bên trường đại học Đông Đốc ấy. Cái dạo đấy thì tóc mình là màu nâu cam đào, xong rồi sau đấy nhiều lần nó bị phai màu đi, xong rồi nhuộm lại bây giờ nó thành cái màu này. Trong nhà thì nó sẽ kiểu hơi đỏ đỏ tím tím, nhưng mà ra ngoài thì nó đỏ cam. Bây giờ mình không lý giải được màu tóc mình màu gì nữa. Trường nào mới chị sang Hàn để học vậy? Thì theo như lịch của trường là tháng 9 là trường có đợt nhập học, thì lúc đấy là mình sẽ sang đấy để học. Công ty chị có tuyển thực tập sinh không ạ? Cái này mình trả lời rất là nhiều lần rồi. Khi nào mà công ty có kế hoạch tuyển thực tập sinh thì công ty sẽ đăng ở trên page của công ty hoặc là page của Line. Thì khi đó mọi người có thể cập nhật theo dõi. Nhạc hơi to.
cho nhỏ tí nhé. Linh đi bao lâu á? Đi học á? Thì còn tùy vào lịch trình các thứ nữa. Nếu như mà ở bên Hàn có lịch trình sẵn ở bên đấy thì sẽ ở bên đấy một thời gian, đến khi nào nó xong lịch trình rồi về. Hoặc là khi mà ở Việt Nam có lịch trình thì mình sẽ về sớm hơn để kịp lịch trình ở Việt Nam. Nói chung là còn tùy xem lúc đấy là có bị vướng cái lịch gì hay không. Linh sang Hàn sẽ hoạt động bên Hàn hả? Thì còn tùy. Tại vì là hiện tại thì Line vẫn đang hoạt động song song cả Việt Nam và Hàn Quốc mà. Thì cứ khi nào có lịch trình ở đâu thì Line đến đấy thôi. Hôm nay Linh công chúa ghê á. Công chúa. Sao mình thấy mình vẫn bê đê ta? Tóc Linh pha tùm lum màu đúng rồi. Bây giờ kiểu Đây là mới nhuộm lại rồi, nhưng mà nó vẫn cứ tùm lum thế nào á. Trên này nó hơi nâu nâu này. Nâu này. Xong rồi tím đỏ này. Kỳ ha. Kiểu tóc mình nó không được ăn màu. Nhớ chị quá lâu rồi không gặp chị à? Ừ, cũng được hơn tiếng rồi đấy. Chị học bên Hàn rồi mấy chị ở khách sạn hay ở trường? À, tại vì là trong trường có ký túc xá ấy, thì nếu như mà mình ở một thời gian dài mà trường sắp xếp được thì là mình sẽ ở trong ký túc xá trường, còn không thì mình sẽ ở ngoài. Tóc Linh đa sắc màu, tóc Linh mâu thuẫn màu, tóc Linh tùm lum màu, tóc Linh các kiểu màu. Ở Hàn, Blackpink, BTS nổi nhất là thời gian gần đây thôi. Tại vì là BTS thì bắt đầu trở thành idol xu hướng từ khoảng 2 năm trở lại đây. Còn Blackpink thì tại vì là gà cưng của YG mà, thì cũng được đào tạo bài bản này, rồi là mọi thứ đều kiểu không có cái kẽ cái hở nào ấy để mà bash ấy. Xong rồi nói chung là được chuẩn bị cực kỳ chu đáo, sản phẩm thì rất là đầu tư mà dù ra sản phẩm ít. Nói chung là tất cả những idol xu hướng ấy thì nó đều có một cái sự làm cho người ta cảm thấy thu hút thì nó mới trở thành idol xu hướng được. Chị thích nhóm nhạc Hàn nào nhất á? Nhất á? Dạo gần đây thích nhất thì nam thì vẫn là Bangtan, còn nữ thì vẫn là Blackpink. Chắc vậy. Ở chương trình hôm nay các chị nhiều team lắm đấy, thế à? Tại vì là bọn chị ở trên sân khấu thì đâu nhìn được lượng team với cả comment đâu. Không biết là như nào hết. Nói chung là cứ lên giao lưu, lên diễn xong đi xuống chả xem được là bao nhiêu tim, bao nhiêu comment cả. Chị ơi, Soli có đó không? Không, Soli phải ở nhà chứ, Soli lên phòng tập làm gì? Chị Linh thích buộc tóc hay thích xõa tóc vậy không? Thích buộc. Tại vì buộc thì nó gọn gàng. Mình ghét cái cảm giác tóc bay vào mặt lắm. Nhưng mà đi diễn hay là đi chụp ảnh các kiểu thì cũng phải xả ra thôi. Mong Line comeback sớm, em mong lắm rồi. Ừ, chị cũng mong đấy mà. Chị mong hơn cả em nữa cơ ấy. Giọng chị dễ thương quá. Sao chị đó còn hô tóc này xinh vừa ngắn lại xinh rồi. Nhanh quá. Chị Linh ơi, em nhớ chị, ước đi gặp Linh. Linh ra Hà Nội rồi. Ờ, Linh cũng nhớ Hà Nội lắm rồi, Linh cũng muốn ra Hà Nội. Chị ơi, hôm trước em đi làm tóc em lấy ảnh chị mẫu đó. Sao thế, xong rồi em có làm được tóc giống Linh không? Còn em thích nhóm nhạc Việt là Monster và Line. Line với Monster lại sắp có một sự gọi là collab, gọi là hát chung bài. Lại sắp rồi. Trên talk show Linh không được tự nhiên gần gũi như vậy. Ừ, tất nhiên rồi, tại vì là trên talk show ấy, một là
chương trình không phải của riêng mình không thể làm chủ được nó, mình phải follow người ta sẽ lead mình. Hai nữa là mình sợ là khi mà lên chương trình mà mình thể hiện một cái gì để nó hơi bị cá nhân quá ấy, thì là sẽ ảnh hưởng chương trình. Nói chung là cái gì mà hoàn toàn là của mình, ví dụ như là bản thân mình nhiều khi mình lên livestream hay là những cái video hàng ngày ấy, thì mình có thể hoàn toàn tự nhiên mình có thể nói chuyện được. Nhưng mà khi lên một cái chương trình nào đó, nghĩa là khi mà mình tham gia vào chương trình của người ta, thì là mình thường là sẽ phải follow người ta, mình sẽ phải cẩn trọng lời nói hay là biểu cảm hay cử chỉ hành động hơn, thì tất nhiên là mình sẽ bị mất tự nhiên hơn rồi. Còn nếu như mà đơn giản chỉ có mỗi một mình một máy quay như này, mình nói chuyện mình thoải mái, mình thao hồ, mình muốn làm gì là không ai có thể control được mình cái chuyện đấy cả. Và cái tự nhiên thì tất nhiên là nó cũng sẽ tốt hơn là cái sự gượng ép và cẩn thận quá. Nhưng mà ở trên TV ấy thì mình nên cẩn thận, không nên tự nhiên quá. Tự nhiên quá thì đôi khi mình có những cái lời nói hành động nó không được đúng cho lắm, thì mình nên cẩn trọng. Hôm bữa em đi offline, đi học cho đến giờ chưa được gặp mấy chị, em nhớ quá. Thì rồi sau sẽ có dịp gặp mà. Chị Liz đâu ạ? Chị Liz ở nhà em nhé. Bây giờ mình mới để ý tại sao cái đồng tim ở trên livestream Instagram nó nhiều màu ấy. Nó kiểu lè lè thế, nếu mà bấm một cái tim to to thì nó còn lên 7 sắc cầu vồng cơ. Đấy, tới lè. Cầu vồng 5. Chị hơn em 14 tuổi thì nên gọi là cô hay chị ạ? Theo như quan niệm của mình ý, thì nếu mà hơn 20 tuổi trở lên thì nên gọi bằng cô. Tại vì là 20 tuổi thì có thể làm mẹ được rồi, mình đoán thế. Chứ còn mười mấy thì thôi, cứ gọi là chị cho nó trẻ cơ. 20 tuổi trở lên hãy gọi bằng cô nhé. Tin tỉnh lẻ chưa bao giờ gặp Line, thì rồi sẽ gặp. Line sẽ đến gặp các bạn hoặc các bạn sẽ đến gặp Line, có duyên thì gặp thôi. Linh ăn gì chưa? Ban nãy ở chỗ diễn ấy thì là lúc đợi là bọn mình vào trong quán cà phê đợi, thì ở trong đấy có ăn mấy cái bánh bé bé rồi. Mấy cậu uống nước rồi. Ban nãy ăn một cái kem nữa. Phải biết giữ hình tượng chứ. Thì tất nhiên rồi, tại vì mình là idol ấy, mình làm bất kỳ thứ gì cũng sẽ bị phán xét cả, cho nên là mình phải cẩn thận. Rất là mệt mỏi. Trong live có ai là fan EXID không ạ? Nói là fan thì không hẳn, tại vì là tất cả bọn mình đều support toàn bộ K-pop và bọn mình thích tất cả các nghệ sĩ. Nói là fan thì không hẳn, nhưng bọn mình luôn luôn ủng hộ hết mình. Kiểu như nhiều bạn cũng hay hỏi, lâu lâu hỏi các chị có phải là Blink không, các chị có phải là ARMY không? Không, bọn mình không tự nhận bọn mình là gia nhập là thành viên của một fandom nào cả, nhưng bọn mình support tất cả các nghệ sĩ. Chị đã bao giờ hơn không? Mình không hiểu comment này lắm. Tuyên Quang có trung thu vui lắm, về Tuyên Quang nha chị. Trung thu á? Trung thu ở đâu chả có trung thu. Trung thu ở Tuyên Quang có gì mà vui, kể coi. Em muốn gặp Linh mau ra Hà Nội đi ạ. Biết rồi, có gì sẽ ra ngay, ra luôn, nhớ Hà Nội lắm. Bữa giờ Hani và Nancy bị xuyên à, cái vụ fan cam á hả? Tại vì nhá, nếu mà so sánh ý, thì Hani là kiểu nữ thần fan cam thế hệ trước, đó là thế hệ trước, và còn Nancy thì là dạo gần đây, là kể từ bài Boom Boom trở đi ý. Đã là idol thì kiểu gì cũng sẽ bị phán xét và bị so sánh này kia. Nhưng mà nói chung là còn tùy thị hiếu của mỗi người. Có thể thời điểm trước khi mà Hani nổi lên nhờ cái fan cam ấy, thì khi đấy thị hiếu mọi người thích cái gu kiểu như Hani chẳng hạn. Xong rồi dạo gần đây thì mọi người chuyển sang cái gu thích những bạn như là Nancy, thì bây giờ Nancy nổi lên. Thế thôi, nói chung là nó là một cái vòng tuần hoàn rất là dễ hiểu. Như ngày trước Hani thì có những người khác cũng là nữ thần fan cam rồi, kiểu vậy. Thì nói chung là các thế hệ sau thì sẽ tiếp nối thế hệ trước, nên mình cũng không có nhiều comment về vấn đề này lắm. Hà Nội cũng nhớ chị á. Chị có xem Produce 48 không ạ? Nói ra nghe hơi buồn cười và nghe hơi hoài cổ, chứ mình thường là mình sẽ xem những cái mùa trước của cái mùa đấy trong thời điểm hiện tại. Chẳng hạn như là bây giờ thì mình vừa mới xem xong Produce 101 Season 2. Nghĩa là mình vừa mới xem cái mùa Produce của 101 ấy.
mình thường là mình không hay xem cái show ở ngay thời điểm đó lắm. Lý giải cho này thì là thường đợi khi nào mà nó có full show thì mình mới xem. Mình không thích cảm giác chờ đợi. Hai nữa là cái việc mà cứ thường xuyên phải chầu trực xem ấy thì mình cảm thấy rất là khó chịu, rất là bức xúc. Mình muốn xem liền một mạch luôn cơ. Thì trong cái thời gian mà chiếu show đó thì mình chỉ gọi là cập nhật thông tin ở mức độ vừa phải để cho bằng bạn bằng bè để đỡ bị tụt hậu thôi, chứ còn mình không có đào sâu tìm hiểu lắm. Cho nên là Produce 48 thì đến khi mà ra hết show rồi lúc đấy mình sẽ xem. Chị đánh son gì thế chị? Chị cũng chả biết nữa. Tại vì chị không bao giờ có cái thói quen là đánh một loại son trên môi, luôn luôn ít nhất là hai thứ. Chị pha cái gì vào chị cũng không nhớ nữa. Nói chung là có một cái là màu đỏ tươi, còn một cái là hình như là màu kiểu màu hồng san hô hay sao ấy, không nhớ lắm. Chị Linh có đang xem phim gì hay giới thiệu cho em với ạ? Chị vừa nói xong, chị vừa mới xem xong Produce 101 Season 2. Bây giờ chị đang chuẩn bị chuyển sang Show Me The Money em ạ. Chị không xem phim, chị toàn xem game show không ạ? Toàn xem game show với cả variety show, talk show. Hình như có lời bài hát gì sau lưng chị, không phải lời bài hát. Cái này hồi trước chị có up clip lên Twitter rồi, đây là những điều cần ghi nhớ để trở thành một ngôi sao. Cái này là công ty bắt bọn chị học thuộc từ hồi thực tập sinh đến giờ rồi. Ibon, 사랑해, Ibon, 아니고, Ibon, Ibon. Chị Linh bao nhiêu tuổi ạ? Đến bây giờ là chị Linh được 24 cái sân xanh rồi nha em. Thực ra ấy thì là mình gần đây mình đã nghĩ đến một vài cái cách để tiếp cận mọi người tốt hơn. Đấy là mình định quay vlog. Mình định quay những cái video kiểu dạng như là ngồi nói chuyện với mọi người này. Xong rồi là trả lời câu hỏi của mọi người, hay là trò chuyện về một vấn đề gì đấy đang nổi cộm trong cái thời gian đấy. Thì mình cũng đã từng quay vlog rồi, một cái vlog giới thiệu rất là chung chung và cơ bản hồi trước mình up trên YouTube cá nhân của mình, nhưng mà lâu lắm rồi mình không có quay lại. Thì mình nghĩ là mình nên trở lại với việc làm vlog, nhưng mà hiện tại mình đang không biết là nên quay video với chủ đề gì. Nếu như mà mọi người có một chủ đề gì mà để cho mình nói chuyện, hoặc là có những câu hỏi gì mà muốn xuất hiện trong vlog của mình thì có thể comment để mình tham khảo, và sau đấy mình sẽ làm một cái video up trên YouTube live. Quay vai giống Emma đi chị. Emma thì dạo gần đây cũng không có quay vai nữa. Emma cũng đang chuẩn bị làm vlog, mà nó cứ bảo là nó edit cái video mà không biết là bao nhiêu mới edit xong nữa. Tại vì nó nói chắc từ năm ngoái đến giờ nó vẫn chưa edit xong cái vlog của nó nữa. Dài chết đi được. Chị ơi, cái cảm giác chị đọc comment của em rồi trả lời cực kỳ thích luôn đấy chị. Cảm ơn chị nhiều. Đấy, mục đích của việc livestream là để tương tác với mọi người. Khi mà mình không thể nào mà video call với bằng đó người cùng một lúc thì người ta sẽ chọn cái livestream. Nhưng mà cũng có những comment thì mình bị vô tình bỏ qua, hoặc là có những comment mà nó khá là chung chung hay là nó khó chịu thì là mình sẽ không trả lời. Đấy là cái quyền của mình. Mình được quyền lọc những comment mà mình nhìn được mà. Đôi khi có những comment kiểu dạng như là nó là một cái sự thật rất hiển nhiên. Ví dụ như là đây là livestream của mình ở trên phòng tập. Thì mọi người hỏi: chị ơi, chị đang không ở nhà ạ? Ừ, tất nhiên rồi, mình đang không ở nhà, mình đang ở phòng tập mà. Hoặc là kiểu như mình đang không buộc tóc, mình đang xõa tóc này. Chị ơi, chị đang xõa tóc ạ? Kiểu như vậy. Những comment như thế mình xin phép là mình không trả lời, tại vì nó quá là hiển nhiên rồi. Những bạn comment như thế mình cũng không biết được là các bạn có mục đích gì khi mà comment như thế. Không hiểu lắm. Chị ơi làm đi chị, em sẽ xem và share tứ tung luôn. Nhưng mà mọi người nên cho mình một cái topic, một cái chủ đề hay là một cái gì đó để mình có thể nói được. Ví dụ như là các bạn vừa thi cấp 3 xong chẳng hạn, thì những bạn mà vừa thi cấp 3 xong, các bạn có vấn đề gì muốn chia sẻ, hay là câu hỏi gì, hay thắc mắc gì, hay là cần sự tư vấn gì, thì các bạn có thể comment hoặc là gửi cho mình bằng một cách nào đó. Mình sẽ đọc và mình sẽ tổng hợp lại rồi mình sẽ làm một cái video. Yvonne ơi, em thích tóc chị ngắn màu đen như ở Party Girls. Làm mạng Yvonne tóc đen thế bạn. Nhưng mà ấy,
tóc ngắn đến cỡ đó thì nó sẽ rất lâu mới dài. Mọi người có nhớ là cái hồi Party Girls hồi đấy là tận tháng 10. Bây giờ đã là tháng 7 rồi, hơn nửa năm rồi mà tóc mình mới dài ra được có bằng này thôi. Tóc mình dài rất chậm, và để được tóc dài hẳn ấy thì phải rất lâu. Cho nên là mình đã thề là mình sẽ không cắt tóc nữa. 1cm cũng không cắt nữa. Chủ đề live comeback đi chị. Chủ đề này nó quá là bình thường không? Tại vì ngày nào livestream ngày nào cũng có bạn hỏi khi nào comeback, mà chính cái câu hỏi này bọn mình cũng không biết trả lời thế nào. Tại vì bọn mình cũng không biết mà. Bọn mình cũng phải tự hỏi bản thân mình nữa là khi nào mới comeback được. Tại vì thực ra bài I'm Your Fan ấy khá là gặp nhiều bất chắc kể từ khi mà bọn mình bắt đầu làm đến bây giờ. Tại vì nó cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà bài này nó cứ là một bài hát không được may mắn. Mình cảm giác thế. Nó gặp rất là nhiều trục trặc từ trước đến giờ. Cũng không biết tại sao. Thi cấp 3 xong gửi đề Linh cho, gửi đề cho Linh làm nhé. Mình tốt nghiệp cấp 3 thì cũng được 5-6 năm rồi. Bây giờ bảo cho làm lại đề cấp 3 chứ chắc làm được. Kiến thức thì rơi rụng hết. Với cả bây giờ cái phạm trù kiến thức của học sinh nó rộng hơn ngày xưa mình thi. So sánh đề bây giờ với đề ngày xưa thì mình biết là cái đề ngày xưa của mình thi nó dễ hơn rất nhiều ấy. Công nhận các bạn bây giờ học giỏi thật kinh khủng. Làm ca sĩ mà có công ty làm chủ mình mệt không chị? Cái nào cũng có hai mặt của nó thôi. Tại vì tự do ấy, mình cũng sẽ có một cái mệt khác. Mà khi mình có công ty thì mình cũng có một cái mệt khác. Khi mà mình làm tự do ấy thì mình sẽ phải tự làm mọi thứ rất là nhiều. Mình sẽ không có ai lead, không có ai đầu tư, không có ai dẫn dắt, không có ai mà đề ra kế hoạch cụ thể cho mình cả, không có ai làm giúp mình cái gì cả. Mình hoàn toàn phải tự làm hết. Nhưng mà khi mà có công ty ấy, thì mình lại phải chịu sự chi phối của người ta. Nếu người ta bảo mình làm thế nào mình phải làm vậy, mình không được tự ý quyết định. Nhưng mà ngược lại khi mà mình làm ca sĩ tự do ấy thì mình có thể tự ý quyết định mình chọn bài gì, mình mua bài gì, mình làm bài gì, mình muốn ra nó khi nào, mình quay MV ra sao, mình có ra MV hay không, rồi mình làm kế hoạch quảng bá như nào, chạy truyền thông ra sao, thì cái đấy mình không cần phải thông qua ai cả. Nhưng bị một cái đó là nếu như có công ty ấy, thì công ty sẽ giúp mình ở những cái khoản đầu tư tiềm lực, ví dụ như là về tài chính hay là về các quan hệ báo chí truyền thông gì đó. Mà bản thân nếu mà mình làm ca sĩ tự do thì mình không thể nào mà có những cái quan hệ thế được. Nói chung là nó có rất nhiều những cái vấn đề khi mà làm ca sĩ. Mà ở Việt Nam ấy, theo như mình cảm giác là ở Việt Nam cái mô hình công ty quản lý nghệ sĩ nó không được phổ biến bằng ca sĩ tự do mà bản thân mình hoặc là một bầu show làm quản lý. Thì tại vì ở Việt Nam thì vẫn chịu ca sĩ solo hơn, mà ca sĩ solo thì thường là rất là linh động. Họ có thể tự lên kế hoạch cho bản thân mình là mình sẽ ra bài khi nào, ra bài ra sao, rồi là họ sẽ có một bầu show quản lý, thường là người thân, người trong gia đình luôn sẽ book show cho họ. Như thế thì nó sẽ khá là tiện khi mà di chuyển hay là khi mà làm việc. Còn nếu mà có công ty quản lý thì sẽ phải đi qua nhiều tầng lớp hơn, rồi phê duyệt, rồi sẽ tốn thời gian khá là nhiều. Ô Linh bán rap à, xin lỗi. xin lỗi, sẽ nói chậm lại. Tiền cắt xe sẽ đưa cho công ty hay sẽ của các chị ạ? Đúng nhỉ? Thì còn tùy vào công ty quản lý. Có những công ty quản lý thì là toàn bộ tiền ca sê của nghệ sĩ là sẽ về công ty hết. Còn có những công ty thì sẽ chia phần trăm. Nhưng mà mình thấy chủ yếu là các công ty quản lý đều chia phần trăm. Chị làm về chủ đề gia đình đi ạ. Có nhiều người nói cha mẹ họ không hiểu họ. Những lời nói nặng nhẹ từ gia đình đối với con cái, con nhà người ta, cha mẹ không hiểu được con mình. Chủ đề này có vẻ cũng khá là hot. Tại vì nhất là cái thời gian mà mọi người thi cử này này thì là phụ huynh rất là hay có cái xu hướng để so sánh nó không được tích cực cho lắm. Mà cái thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn học sinh rất là nhạy cảm. Một là áp lực thi cử học hành, hai nữa là cái tâm sinh lý lúc mình đang chưa ổn định ấy, thì là mọi người sẽ có cái xu hướng có những cái hành động nó hơi bị mất kiểm soát, dẫn đến nhiều thứ tiêu cực khác. Cái chủ đề này có vẻ cũng ổn. Ok, ghi nhận. Chị live rất đáng yêu, trả lời tất cả câu hỏi của con thịt. Mình nói rồi, đây là mục đích của chuyện. Mọi người comment gì thì mình sẽ trả lời cái đó. Còn có thể là do mạng có vấn đề cho nên là giọng đi trước hình đi sau. Có thể. Tại vì dạo gần đây thì là mạng internet của bọn mình, kể cả ở nhà hay ở phòng tập, thì nó đều không ổn cả. Nó cứ bị sao sao ấy, mình chẳng biết phải làm nào nữa. Làm đi chị, em hóng quá trời. Lúc đầu có ý định làm ca sĩ, bố mẹ chị có hành động ngăn cản không ạ? Có chứ. Tại vì nhá, cái thời điểm mà mình tham gia cái chương trình Ngôi Sao Việt ở Hàn Quốc 3 tháng
mà chỉ vì 3 tháng ở bên Hàn Quốc mà mình bỏ ngang 3 năm đại học. Có bố mẹ nào mà không ngăn cản không? Trong cái thời điểm đấy, mình đã học đến 3 năm đại học rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi, mà mình lại còn bỏ ngang để mình đi sang Hàn 3 tháng. Không một bố mẹ nào mà lại không ngăn cản cái chuyện đấy cả, mình nói thật, kể cả là mình luôn. Nhưng mà một là mình đã quyết tâm, và hai là mình cũng thuyết phục gia đình cũng rất là ủng hộ mình nữa. Cho nên là dù có ngăn cản, nhưng mà khi mình đã bộc lộ tất cả những cái ước muốn, những cái nguyện vọng của mình, thì gia đình cũng rất là tôn trọng mình. Mình rất là may mắn có được một gia đình rất là tôn trọng ý kiến của mình. Và sau đấy gia đình mình để cho mình đi. Và đến bây giờ luôn, mình vẫn đang tiếp tục theo con đường mà mình chọn, chứ không phải là người khác chọn cho mình. Và mình hài lòng với điều đó. Vlog Quốc ngồi hóng chị làm vlog. Đợi đấy. Gọi tên em trong đêm đi chị, chưa đêm em ơi. Bây giờ vẫn ban ngày trời sáng. Chị nhuộm thử tóc xanh dương đi ạ. Không em ơi, chị không hợp màu lạnh. Thực ra cái giai đoạn mà Party Girls hồi đấy chị nhuộm tóc đen, nhưng mà đen ánh màu xanh ấy. Mà hồi đấy chị cảm giác như là cái màu xanh nó làm cho mặt chị nó bị tối đi. Chị cảm giác thế. Cho nên là có thể là mình sẽ thử, nhưng mà chưa phải bây giờ. Anh em cũng học đại học 2 năm xong đổi ngành á hả? Năm ngoái em muốn chuyện thi cử, nhờ chị động viên em vượt qua trong 1 năm, biết chị rồi. Yeah. Chị thích ai nhất trong BTS vậy chị? Ban đầu khi mà biết đến BTS thì chị BTS Jimin. Đến bây giờ vẫn thích Jimin nhất. Rồi đến giai đoạn I Need You thì thêm Suga. Rồi đến khi mà biết đến mixtape của Ramen thì thích Ramen. Ở trong mình BTS là 3 người, nhưng vẫn thích Jimin nhất. Hồi đó chị học ngành gì vậy chị? Hồi trước ngành chị học là ngành quản trị kinh doanh khách sạn. Thì thực ra còn phải tùy thuộc vào là em cảm thấy thế mạnh của em là gì, và em định hướng là sau này em sẽ làm cái gì. Miễn là công việc đấy em cảm thấy là em làm tốt, mà nó đúng vào những cái thế mạnh của em thì em làm. Chứ còn thực ra chị nghĩ là ấy, cái việc mà mình chọn ngành để học ấy, nó không liên quan nhiều đến cái ngành nghề mình sẽ làm sau này. Có những người mình tốt nghiệp ngành này, nhưng mà rõ ràng là sau mình sẽ làm một ngành khác hoàn toàn với cái ngành mình đã tốt nghiệp. Ví dụ như là chị chẳng hạn. Rất nhiều người mà chị quen, chị biết, thì họ đều là tốt nghiệp ngành này rồi sau đi làm ngành khác. Khi mà họ, thực ra cái quá trình mà họ ở trong trường và họ học ấy, thì đó là cái thời gian mà để họ tìm ra đâu là cái mà mình thực sự muốn. Chứ còn cái học thì hầu như là cái mà lúc đấy họ cần, hoặc là cái mà gia đình họ muốn, chứ không phải cái họ muốn. Trong quá trình đi học ấy, thì họ sẽ dần dần tìm hiểu ra thế mạnh của mình là gì, mình thực sự đam mê cái gì, thích cái gì. Thì em cũng nên căn cứ vào đó để mà định hướng nghề nghiệp tương lai của em. Chị ơi, làm ca sĩ cần học thanh nhạc không? Tất nhiên là phải học rồi.